Xin mời quý vị cùng thưởng thức những lời ca, tiếng hát và những vũ điệu sôi động đến từ câu lạc bộ ca nhạc và câu lạc bộ khiêu vũ trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng. Và để mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức vũ điệu Su Phe Đen, Trời Cao Biển Rộng đến từ bộ tứ Nguyệt Minh, Hồng Hạnh, Trần Thê, Hoàng Hiệp. Vâng, xin một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho công vũ công của chúng tôi, đúng không ạ? Сынама, сынама, сынама.